Cô Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Hôm nay đến với nhà vườn Thanh Đức giao lưu pho hoa với Mỹ nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với Kim Yến. Rồi, chào Yến. Dạ em chào Liêm, chào cô chú anh chị đang xem kênh của Liêm. Hôm nay nhà vườn em lên một lô pho giấy Mỹ đồng giá 100k nha cô chú anh chị. Em có chiêu đãi là mua 10 tặng 1 ạ. Và không mất thời gian em xin vào mã số 1 ạ. 18 hoành, hoành 18. Hoành 18 cao 40. Mã số 1. Bên em là bao sóng bao ship cho mình hết nha cô chú anh chị. Đồng giá 100k, mua 10 cây được tặng 1 cây. Dạ. Mã số 2. Hoành là 17. Chiều cao là 38. Mã số 2. Em lên tiếp là mã số 3. Hoành là 14. Tổng cao là 48. Mã số 4. Một cây tông trực. Hoành là 13. Tổng cao là 64. Mã số 5. Hoành là 15. Tổng cao là 48. Mã số 6. Hoành là 13. Chiều cao là 52. Mã số 7. Hoành là 13. Tổng cao là 47. Mã số 8. Hoành là 12. Tổng cao là 61. Mã số 9. Hoành là 13. Tổng cao là 52. Mã số 10. Cây ra rễ ra mầm sống khỏe hết luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 13. Tổng cao là 46. Mã số 11. Hoành là 14. Tổng cao là 62. Mã 12. Hoành là 13. Tổng cao là 58. Mã 13. Hoành là 12. Tổng chiều cao là 73. Lên mã 14. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 52. Mã 15. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 48.
lên mã 16. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 63. Tiếp theo lên mã 17. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 55. Em lên mã 18. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 54. Em lên mã 19. Hoành là 13. Tổng chiều cao là 70. Theo lên mã 20. Hoành là 13. Tổng chiều cao là 70. Lên mã 21. Hoành là 15. Tổng chiều cao là 45. Lên mã 22. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 47. Tiếp theo lên mã 23. Cái này hoành 13. Tổng chiều cao là 48. Theo lên mã 24. Hoành là 15. Tổng chiều cao là 40. Tiếp theo lên mã 25. Hoành là 16. Tổng chiều cao là 42. Tiếp theo lên mã 26. Cây này co quắn khéo luôn nè cô chú anh chị. Hoành là 12. Tổng chiều cao là 61. Thêm lên mã 27. Hoành là 15. Tổng chiều cao là 48. Tiếp theo lên mã 28. Hoành là 13. Tổng chiều cao là 64. Tiếp theo lên mã 29. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 53. Tiếp thêm lên mã 30.
Hoành là 12. Tổng chiều cao là 46. Thêm lên mã 31. Hoành là 15. Tổng chiều cao là 41. Mã 32. Hoành là 14. Tổng chiều cao là 67. Mã 33. Hoành là 13. Tổng chiều cao là 53. Thêm lên mã 34. Hoành là 16. Tổng chiều cao là 38. Tiếp thêm lên mã 35. Hoành là 16. Tổng chiều cao là 40. Mã 35 cũng là mã cuối cùng cho clip ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Rất mong cô chú ủng hộ ạ. Rồi, cảm ơn Kim Yến nha. Mình chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.